Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mơ Hạt. Ở giai đoạn đầu game mà tém bên mình gọi là tâm sự các kiểu rồi anh em ạ. Chứ gì đó là ở giai đoạn cầm tròn thì đã chửi nhau các kiểu rồi. Thì lý do đó là ở trận đấu này tém bên mình pick đó là hai vị tướng xa thủ luôn, đó là Hai Gia Tế và Ván Héo á. Nên là mấy ông này thì tâm sự thâm kín, à cũng không phải là thâm kín mà tâm sự gọi là công khai luôn. Thế anh em thấy rằng thì trong video này tém bên bàn đó là thả Grack, mà thả Grack thì chắc chắn đó là sẽ tròn rồi đúng không? Bởi vì Grack thời điểm hiện tại là một vị tướng cực kỳ là khó chịu, một vị tướng gần như đó là auto cấm. Mà nếu mà không cấm thì chắc chắn là sẽ tròn. Ở trận đấu này thì tém bên bàn đó là có vị trí của Guido thì mình nghĩ đó là đi đường giữa hay là đi SP không biết. Bên kia thì có xạ thủ đó là Lavi. Bên cạnh đó đi rừng thì đó là vị trí của Pain. Zuka đi đường ta thân thì chắc có để đó là Guido đi đường giữa. Bởi vì có tên Tara nữa thì Tara với vị trí đó là HP. Đối với Grack thì anh em nên lưu ý rằng đầu game thì chắc chắn là đi phá bùa rồi. Pain tém địch thì chất tưởng không sử dụng năng lượng, nên là mình nghĩ Pain tém địch sẽ ăn bùa đỏ thì mình sẽ sang đấy để phá. Nhưng chất tưởng sử dụng năng lượng thì phá bùa xanh, còn không sử dụng năng lượng thì thường xuyên phá bùa đỏ. Nó đứng sáu đó là con bùa nên là chỉ kéo được Pain, nhưng mà con bùa thì cũng mất kiên nhẫn. Tình huống này thì mình lùi lại một nhịp trước đã, rồi sau đó thì anh em thấy thì 3-2 chuẩn bị đó là hồi chiếu tiếp lại kéo tiếp này. Thì nó đứng cũng khá là khốn, đứng như vậy thì mình sẽ không kéo được bùa, nhưng mà con bùa lại mất kiên nhẫn và lao vào rồi. Tình huống này tốc biến đến từ vị trí của Ván Héo, tiền đó là vị trí của Pain tém địch lên bảng điểm số. Zuka chưa lên level 4, Tara ổi 3 người của tém địch, mình tốc biến bỏ chạy một nhịp, kéo Guido lại và tiện Guido lên bảng điểm số. Tara của tém địch thì cũng lên bảng điểm số luôn, Pain của tém địch thì lao lại. Nhưng mà không sao cả, kéo Pain tém địch lại luôn này, bật luôn này, không cho Pain tém địch chạy nữa. Và cuối cùng thì có 1 điểm hạ gục, 3 điểm hỗ trợ, quá là lời ở giai đoạn đầu game luôn. Vừa cướp được bùa, vừa ăn được, đó là 4 điểm hạ gục của tém bên địch. Vậy là lợi thế đầu game rất chứ là nhiều. Kéo nhẹ đó là vị trí của Guido xíu nữa, còn một xíu máu. Tiếc thế. Vẫn chưa đủ cái lượng đám anh em ạ, à. Khá là đáng tiếc một xíu. Tara của tém địch thì bị đó là xạ thủ tém binh. Ván Heo lên bảng, tiền lên bảng điểm số. Ván Heo tuy là một xạ thủ nhưng mà lên đồ phép á. Nên là vì thế thì đám phép rất chỉ là ổn, rất chỉ là ok. Và Ván Héo đi đường giữa cũng tốt nhá. Trận đấu này thì tém bên mình xả thương phép cũng rất chỉ là dồi dào đến từ Ván Héo và Díu nữa. Hiền đó là đang tập trung rồi, này thì chạy, ôi phá đồ thông kéo trúng được tác rồi, hụt luôn này. Hấp tinh đài pháp, chạy đâu, lên bảng điểm số này. Ok. Phá đó mình cũng không nghĩ là mình kéo trúng vị trí của Pain nữa. Hơi ảo anh em ạ. Rồi pha này xa thủ tém mình đi. Ôi. Thách nào nhưng mà cuối cùng không thành công anh em ạ. Trận đấu này tém bên mình có vị trí Hai Gia Tế mà kết hợp với Grack thì cực kỳ là tốt luôn. Mình chỉ cần hút đẹp Hai Gia Tế sử dụng để bảo vệ tiêu đẹp là ok. Ôi Hai Gia Tế sao đứng yên một chỗ như vậy rồi. Rồi pha này bắt luôn này. Này thì ta ra này. Chạy đâu, kéo lại này. Chắc chắn thì ván này Tara lên bảng điểm số rồi. Chưa có giải, dính chiêu cuối của mình thì không bao giờ đó là có thể chạy được. Trong video này mình cũng sẽ trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị trí của Grack. Bây giờ tém bên mình đang ăn, đó là ta thân. Bên tém đi cẩn thận, ủi nó sử dụng diệt hôn truy bắn vào này, rồi pha này bắn vào xong nhưng mà cuối cùng thì bốc hơi luôn. Điểm siêu việt dành cho Ván Héo. Bắt luôn Grack này, à bắt, nhầm bắt luôn đó là Guido anh em ạ, ủi chạy đâu. Tưởng là Guido tiến lên ai ra liền Guido lùi lại, kéo trúng nè anh em đâu chơi luôn nè. Trận đấu này kéo hơi bị ảo luôn anh em ạ, những phá tưởng tượng không thể trúng được lại trúng. Còn một xíu máu, Ván Héo tém mình tốc biến chơi luôn. Tưởng là phá đỏ Ván Héo chưa kịp liều được, chưa tốc biến thì mình kéo vào đó thì có lẽ cũng hơi bị dính luôn á.
Rồi, bây giờ lại xuống ép Radovid thì xa thủ của tem Endic. Bắt đường di chuyển về của Tara này, rồi chạy đấu này thì chạy này, chạy thì tớt kéo lại này, và chắc chắn thì lên bảng điểm số. Tình huống này thì có lẽ là hụt chứ không thể bắn trụ được anh em ạ, lượng máu cũng khá là thấp, mình sẽ bật đó là cây dài. Tránh trường hợp đó là chiêu hái của Pain có thể cấm lăng được. Và tiện đó là hai người của tem địch lên bảng điểm số, tình huống này thì kéo trật mất rồi. Cũng không đủ tâm nữa. Rồi pha này thì chuẩn bị đó là có chiêu kéo rồi, nào kéo kéo trúng này, trúng này, trúng này, trúng này. Trúng hay không? Ôi, một xíu nữa là đủ tâm rồi anh em ạ. Đối với Lavi thì khi bật chiêu hái thì mình sẽ không kéo nhá. Bởi vì nó mà bật chiêu hái khiến phản tốc thì mình mà có đó là kéo trúng thì cũng vô tác dụng. Bởi vì chiêu hái khiến phản tốc của Lavi khi sử dụng thì sẽ được miễn đó là một lần hiệu khống chế và sát thương. Vì thế khi bật chiêu hái thì có thể né được cú kéo đến từ vị trí của Grak. Về chiêu thức của vị tướng Grak thì khá là dễ, nhưng mà để đó là sử dụng vị tướng này thanh thạo và tốt đòi hỏi đó là kỹ năng cũng không phải dạng vừa, đặc biệt đó là kỹ năng kéo. Chiêu thứ nhất thì anh em dần thì gây sát thương và cầm lăng tém địch xíu. Chiêu thức thứ hai thì là chiêu thức mấu chốt để tạo được đột biến, đó là những cú kéo đối phương vào bản thân. Chiêu cuối thì anh em hụt đó là tướng địch, không cho gọi là tướng địch chạy. Thì đó là về chiêu thức thôi. Combo cơ bản, nói chung combo nâng cao hơn xíu nữa là anh em có thể sử dụng thêm cái tốc biến. Đây, pha này thì kéo, ôi. Nhưng mà Tara thì sử dụng đó là cú đập tán để có thể bỏ chạy được rồi. Với Tara khi lên cây giải thì nó có thể khắc chế được mình phần nào, đó là khí, mình hút hoặc đó là mình kéo. Thì nó có thể sử dụng đó là cây giải nhá, khiến mình vô tác dụng. Nhưng mà thời gian đó là hồi cây giải thì sẽ lâu. Còn cái kéo của mình thì thôi rất chỉ là nhánh, hụt cũng không phải là lâu. Nên là vì thế đi, Tara có giải nhưng mà chỉ giải được một lần thôi. Rồi sau đó thì mình có thể là hụt lại được. Khi mà hết giải rồi thì hụt chắc chắn là auto dính. Bây giờ sẽ ép lấy luôn đó là cây trụ. Điểm mạnh của Grak nữa là anh em biết gì không? Đó là khả năng gọi là tạo tâm lý tem bên địch sợ hãi. Bởi vì cứ đứng gần gần là cứ sợ Grak kéo á. Và pha này thì mình hụt đẹp này. Mà hụt đẹp rồi thì ván héo xả đám tiền vị trí của Gidu tem địch lên bảng điểm số. Xa thủ tem mình thì vẫn chạy được. Và anh em thấy thì kết hợp cực kỳ là tốt. Trận đấu này hai vị tướng xa thủ mình kết hợp đều là đẹp cả. Đó là ván héo và vị trí hai ra tế, hai vị tướng xa thủ đó kết hợp với đó là Grak đều tốt nhá. Bởi vì anh em biết rằng thì chỉ cần mình kéo lại ván héo sử dụng chiêu cuối phát đám vẹp thì nó sẽ cực kỳ là khủng. Một kéo trúng phát lại lùng được, đó là một màng là chuyện bình thường. Còn hãy ra tế thì nếu mà mình hụt đẹp sử dụng cái bảo phí tiêu là ngon. Và trận đấu này thì anh em thấy đôi hình cũng đẹp nên là giai đoạn đầu game chưa gì mấy ông đã chửi nhau các kiểu rồi. Mình nghĩ đó là không nên. Đối với Grak thì anh em thấy á, thì phía trên đó là cái hồi máu thì có đó là cái móc kéo đúng không? Và số 12 đó thì bây giờ mình có 1 điểm hạ gục và 11 điểm hỗ trợ. Qua đó thì có 12 điểm nội tài dành cho đó là vị trí của Grak. Đấy là nội tài của chiêu hái, tức là số 12 và cái móc kéo vậy. Nội tài đó là của chiêu hái, đó là khí hà hoặc phù được tướng địch thì giúp đó là Grak tích điểm nội tài. Mỗi điểm nội tài thì giúp đó là Grak tăng thêm 125 máu. Tối đa lên đến 20 điểm, giống như Triều Vấn, 20 điểm nội tài, Triều Vấn thì tăng công vật lý, còn Grak thì tăng máu. Qua đó, nếu mà càng nhiều điểm hạ cục, càng nhiều điểm hỗ trợ thì Grak tăng thêm lượng máu cực kỳ là tốt, lên đến đó là hơn 2.000 máu anh em ạ. Thì qua đó giúp Grak đó là sẽ trấu bò hơn. Và trận đấu này thì anh em thấy thì mình lên đó là cây dài. Khi ghi đu tem bên địch gọi là khống chế băng, đó là cây vương quốc vàng. Mình sẽ đó là bật giải cho bản thân và đồng đội nữa nhá. Qua đó thì cũng có thể khắc chế phần nào đó là ghi đu của tem bên địch. Đối với Grak thì khí gọi là tử vong thì cũng sẽ đó là nổ cái đó là sát thương nữa, nhưng mà có lẽ cái nồi tài đó thì mình nghĩ đó là sẽ rất chỉ là khó, ít khí mà có thể đó là áp dụng được. Ồ, pha này kéo lại này, thấp tính đại pháp này. Hút, 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 ôi nhưng mà không sống rồi. Hút nhưng mà không có đồng đội cạnh bên nữa.
nên là cuối cùng thì phải bỏ chạy thôi, tốc biến bỏ chạy. Và anh em thấy thì ghi đúp của tem địch, nếu mà sử dụng chiêu của anh em dầm phạt làm choáng nhẹ phạt là ghi đúp cũng có thể bị ngắt ở là chiêu cuối. Về phần trang bị thì sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì món đồ phụ trợ, cái dài để dài hiệu ứng, đặc biệt là của ghi đúp. Tiếp đến thì sẽ đôi giày kiên cường kháng hiệu khống chế. Sau đó mình lên đó là cái giáp hiệp sĩ nhé, món đồ cấp 1 của cái kiên thất truyền. Tiếp đến thì sẽ lấy một món đồ kháng phép, đó là cái giáp gai á. Sau đó thì sẽ hoàn thiện, đó là cái kiên thất truyền. Tiếp đến thì giáp thống khổ phản đáp, và cuối cùng đó là huân chương trói kháng phép, bởi vì tem Bendix thì sát thương phép cũng khá là nhiều. Thì đó là build đồ chuẩn chỉ dành cho đó là vị trí của Garak. Còn về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó là bộ phù hiệu trói buộc. Bởi vì trói buộc thì làm gì? Trói buộc thì khi Garak gọi là khống chế được tướng địch thì giúp đó là Garak tăng thêm giáp giáp phép, giúp Garak sẽ trấu vò hơn nữa. Rồi pha này diệt hôn túi của Pain được sử dụng thì mình sử dụng ngay đó là chiêu cuối dính ngay hai người. Một chiêu cuối của vị tướng ván héo tiền, đó là một người lên bảng điểm số. Xạ thủ tém địch thì vẫn đang xả sát thương, nhưng cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số rồi. Tara thì cũng không chạy được nữa. Và cuối cùng thì một phá gọi là hút quá là hay. Thôi không ai khen mình thì tự mình khen phạt anh em ạ. Bây giờ thì lượng nội tài của mình đó là 16, thì cộng thêm đó là lượng máu cũng rất chí là lớn rồi. Phù hiệu thì sử dụng đó là trói buộc, còn về bảng ngọc thì chắc chắn là bảng ngọc theo thiên hướng. Đó là tánh rồi, ngọc đỏ, ngọc ba dòng, tốc đánh máu tối đa và giáp. Ngọc tím, máu hôi, máu và tốc chạy, còn ngọc xanh, giáp giáp phép và giảm hồi chiếu, bảng ngọc full tánh luôn nhá. Ngọc này thì dùng chúng cho tất cả các tánh luôn anh em ạ, anh em cứ sử dụng ngọc này cho mình là được. Không cần đó là lên ngọc nhiều anh em nhé, cứ một bảng ngọc này anh em dùng các vị tướng tánh cơ dành cho mình thôi. Bây giờ về thị trần thì tem bên mình đang áp đảo hoàn toàn so với tem bên địch, nhưng mà không thể chủ quan nhá, giai đoạn cuối game tem địch chất tướng khỏe đấy. Không phải là yếu, đặc biệt vị trí của Lavi bây giờ thì cũng xanh xáo nữa. Rồi phải này kẹo dính hay không? Lần này thì không dính rồi. Hút này. Pain của tem địch thì sử dụng diệt hôn túi. Và này thì mình vẫn chưa có giải, 5 giấy nữa, 6 giấy nữa nhưng không sao cả. Rồi pha này kéo này, du cá này, này thì du béo này. Ok, bật luôn anh em ạ, Pain tem địch lao ra mình bật luôn ở cây dài. Tránh trường hợp đó là chiêu hái của Pain có thể cấm lăng được. Du cá của tem địch bái. Thì có lẽ là trận đấu này thì sẽ tổng tấn công và kết thúc luôn thôi. Nên là vì thế anh em ở giai đoạn đầu game thì cứ bình tĩnh nhá. Chưa gì vào đã chỉ nhau cho nháo rồi. Và này thì bật luôn đó là ghi đu tem bên địch này. Rồi tạm biệt đó là ghi đu này, tiện ghi đu lên bảng điểm số. Tạm biệt một sao. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi đó là cái clip này của mình. Nếu cảm thấy hay hữu ích đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công. You miss every shot, you don't